Vâng, tôi lại có một mẫu ly Kenwood hàng bãi nguyên zin giới thiệu các bác đây. Kenwood có mã là 880SD, bán giá 4 triệu đồng. Đánh hai đi loa AVA cộng B, trên âm ly có chỉnh bát chép, tông nhạc, cân loa lao lớt đầy đủ. Đặc trưng con âm ly này rất khỏe, tiếng cực khỏe luôn. Với lại đặc trưng của dòng Kenwood này, tiếng bát rất sâu và nặng. Nếu ai thích nghe tiếng bát sâu nặng thì hãy mua dòng Kenwood. Bên cạnh đó thì tép nó cũng không thiếu đâu nha. 880 đây. Hình thức còn tương đối mượt mà luôn. Phía trên tôi còn chưa lau bụi đâu. Góc cạnh còn quá mới luôn. 200W là một công suất thông số rất ấn tượng luôn. Hai sản xuất tại Nhật Bản. 100V 200W. Số series 0311. Trở kháng là từ 6 đến 16 ohm. Còn quá mới luôn. Tiếng cực khỏe luôn các bác nhá. Tôi sẽ mở vào đôi loa bát 35 kia, các bác cùng nghe này. Tiếng bát là thôi rồi, rồi dọc đến luôn. Để được ghép được bộ âm ly hay, quan trọng nhất là tiếng bát. Con âm ly này đang được tiếng bát cực hay luôn. Rất đẹp ở xóm đàn. Lao lớt chưa bật nha. Những bụi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Bát đã rất sâu như tép thì cực nhiều luôn. Nhích nhẹ cái rất nhiều tép. Nói con âm ly này tiếng quá ok luôn. Có cái là thiết kế nó ở mức bình thường. Thiết kế nó không đẹp vào những con âm ly bên dưới này. Nhưng về chất âm tôi nói luôn nó còn hay hơn những con âm ly đắt tiền hơn rất nhiều bên dưới này. Nhiều con âm ly nó rẻ bởi vì thiết kế nó ở mức bình thường, nó không làm quá mỹ mãn về mặt tự nhìn nên là nó giá mềm. Tìm em để tự giả đến bao lớn này. Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Với cái chất âm này thì hoàn toàn nó là chất âm 10 triệu nhưng phải 4 triệu các bạn nhá. 10 triệu âm đi không được chất âm tiếng bass nó hay như này đâu. 10 triệu thì có thể đẹp hơn. Gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi. Không vâng, xin chào hẹn gặp lại.